Xin chào toàn thể anh em xem công cụ TV. Đầu tiên đây, hôm nay muốn thanh lý cái bánh xe này hộ khách hàng. Thực ra khách hàng này đặt chính là đồ gỗ Ngọc Vũ, đã đặt sale của bên tôi ở Bình Dương. Đây là phiên bản của Taizo Tokai Made in Japan. Anh ấy đã ở Bình Dương, anh đã đặt 10 cái mẫu này và đặt cọc 1 triệu. Giá là 320.000 một cái. Anh đã đặt cọc 1 triệu rồi, nhưng mà sau khi hàng nó về là anh không lấy hàng nữa. Ở trên này không lẽ tôi thông tin luôn cái đồ gỗ Ngọc Vũ đấy. Hiện tại là anh ấy đặt 10 cái như này, thì tôi có một cái số thông số như này cho anh em là khả năng tải quan trọng nhất với phiên bản này là Made in Japan, và khả năng tải của nó là 60 kg. Bánh xe này là bánh xe phi 50 và có khóa. Cái nào cũng có khóa. Đây chỉ một mẫu thôi. Và khả năng tải quan trọng nhất là 150. Cái này thì qua trao đổi thì là anh ấy muốn Hòa Phát có một cái phiên bản là nó chịu lực được và nó bền. Thì sau khi anh mua những cái bánh xe Trung Quốc về một thời gian sau nó bị hỏng, thế là anh ấy có dự án mới thì anh ấy đặt về dùng thử. Thế cuối cùng khi hàng về là anh ấy đã xong dự án và anh không lấy hàng, chấp nhận mất 1 triệu. Cái này thì Made in Japan nhé anh em nhé, anh em nào đang cần thì người chán bán, người thích rồi anh ấy nhờ bán hộ. Trên thực tế thì anh ấy cũng không nhận lại 1 triệu nữa, và tôi cũng sẽ giảm giá luôn cả 1 triệu đấy cho anh em. Giá là 320.000 chưa V, bây giờ là 320.000 luôn. 10 cái là 3,2 triệu, và hiện tại là anh ấy đã đặt cọc 1 triệu và anh chấp nhận mất rồi. Anh đã chấp nhận cái 1 triệu đấy. Do vậy cái này là chỉ còn có 2,2 triệu, 10 cái bánh xe. Đây là bộ 5 cái này, còn 5 cái nữa. Đấy thì anh em nào đang cần thiết thì hãy đang cần cái phiên bản này để làm có thể bánh xe. Đây là cho bàn học, bàn gỗ ấy, đồ gỗ mà. Do vậy anh đồ gỗ Ngọc Vũ là tôi sẽ cố gắng bán cho anh được cái phiên bản này. Anh nào em nào cần thì hỗ trợ anh ấy. Và nếu mà trả được 1 triệu nữa thì tốt, tôi trả luôn cho anh đấy. Nhưng thường thì anh em cứ mua là trả là 2,2 triệu là được 10 cái bánh xe như này. Lưu ý là thông số của nó, mã của nó là F050S, phi 50 và khả năng tải là 60 kg trên một bánh. Đấy là cái bánh xe này là bánh xe Tokai. Nếu mà anh em mà đang cần mà ví dụ lăng lắp cho bàn học của mình hoặc là trong gia đình mình, hoặc cần cái gì cho nó phiên bản chạy và chịu lực được, thì hãy liên hệ với số sale và gửi lại cái link thông số cho anh em. Và khuyến mại thanh lý là 2,2 triệu 10 cái. Lẽ ra là 3,2 triệu ấy. Và hôm nay tôi muốn gửi tới anh em là lần này lại tiếp tục về những cái đầu vít để vặn cho automat và khởi động từ. Đây chính là phiên bản CPZ. Anh em xem nhiều thì hiện tại bây giờ chúng tôi mới nhập được là cái của PB Switch Tool về. Thì thực tế mà nói thì đầu vít chỉ có VH PB Switch Tool là tôi dám tự tin để bán. Đầu vít PB vẫn tự tin hơn. Hiện tại đang có, hôm trước anh lại hỏi lại, thì đây nó bản thân nó là một cái CPZ1. Cái này CPZ1 này thì chỉ có vặn là những cái đầu điều khiển nha anh em. Đây. Đấy, khi tôi dùng xong là tôi luôn luôn phải xịt bằng cái lọ này. Cái lọ bảo dưỡng xịt này. 90.000. Đây là CPZ1 và chiều dài của nó là 150. Và một loại nữa là CPZ2. Cái này thì dùng tất cả cái CPZ2 này, gần như là tất cả cái automat hoặc át chống giật hoặc khởi động từ của anh em mà đều sử dụng con này hết. Còn cái con CPZ1 này là vặn điều khiển, hoặc một số những cái đồ thiết bị điện, cái đầu nhỏ, thì tiêu chuẩn của nó chỉ có hai cái này mà thôi. Thế đây là hai mẫu mà dài 50, CPZ1, CPZ2. Và ngoài ra nó một mẫu nữa là dài là một 180 kìa. 50 90 95. Thì đây là hai cái mẫu dài hơn, anh em dùng sâu thì là hay dùng cái này. Đó. Thì đây là phiên bản dài 95 mm, cũng CPZ1, CPZ2, tôi về cả hộp như này để anh em có thể. Mã của nó ấy là PBE6L180. Cái phiên bản này thì vẫn đang được khuyến mại như cái chương trình ngày trước, đó chính là một cái hai cái cỡ này giá giống nhau là 180.000. Anh em có thể là mua một trong hai cái đều được, hoặc mua một cặp thì sẽ được giảm giá hơn. Mua một cặp là 360 thì sẽ được giảm giá còn 340. Còn mua một cái một size thì 180, và cái này là 120.000. Thì là 240 thì còn 220.
là giảm giá thêm 20.000 nếu mua một cặp này. Còn mua lẻ là 180 và 120.000. Đấy, thì anh em cái này thì anh em làm điện thì đã biết rồi, nhưng một số anh em là không biết. Trong cái quá trình làm ấy thì vặn các cái automat ấy đều là vặn bằng đầu bốn cạnh sẽ nhanh hỏng hơn. Còn đây là cái đầu được thiết kế là gì, đây anh em nhìn thấy này. Cái đầu nó rộng ra, nó phẳng luôn. Đó, cái đầu này mới là đầu bốn cạnh này, để dành riêng cho vừa đúng cái chân của automat vậy, không bao giờ có trường hợp là bị xoay tròn cả. Còn một số anh em là dùng là cứ lấy cái bốn cạnh ra xoay, ấn mạnh cái là nó sẽ xoay tròn. Và tất nhiên rằng khi hỏng cái át đấy thì giá trị của nó hơn rất nhiều. Còn đây là cái mẫu mà khi chúng tôi đã mới nghiên cứu trong một cái thời gian trước đấy, mới biết được là cái dành thằng này dành riêng cho automat và khởi động từ, cũng như là CPRO. Thì cái mẫu này anh em lưu ý là riêng cho automat. Ngoài ra nữa, đầu bốn cạnh thì cũng có, đợi thêm một chút nữa. Đây, cái phiên bản này cũng có một cái phiên bản là dành cho automat nhưng CPZ2 đây của Weha Made in Germany. 420.000 một cái này. Thế đây là phiên bản slim như thế này. Có nghĩa là nó đưa sâu đến đây. Do cái tem nó nằm ở đây thôi, chứ còn đâu phiên bản của nó sẽ sâu như thế này luôn. Thì đây là phiên bản của Weha là PS2 này, SL hoặc CPZ đều giống nhau hai. Thì cái này anh em nếu mà dùng làm một cái tô vít luôn thì hãy dùng con này. Là 420.000. Còn ngoài ra nữa thì PB Sutun cũng có phiên bản này, cũng 420.000. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đã nhập thêm về cái cặp cách điện 1000V bản Slim mới của Weha là mẫu như này. 800.000 một cặp. Gồm có PH2 và một cái đầu 5.5 là tương thích với nó, là hai cái này là một cặp. Thì đây là dành cho anh em chuyên làm điện. Cái này là phiên bản về rồi, còn nếu thêm con này nữa thì quá ok. Ngoài ra nếu anh em có cán tôi nó vít rồi thì hãy dùng con phiên bản này, là phiên bản mà dùng riêng cho automat. Còn nếu chưa có cán thì đang khuyến mại cái cán này. Đây là những cái cán mà dành cho nó và có từ tính là PB8451. Phiên bản PB8451 này thì anh em đã biết nhiều rồi, về chỉ cần đầu có từ tính rồi, anh về chỉ cần cắm vào là xong thôi, là chuyên dùng cho điện là ok rồi. Cái mẫu này thì không cách điện 1000V, tuy nhiên rằng là với cái cán này thì tôi muốn biết mới biết rằng là khả năng cách điện của nó cũng rất lớn. Nó gần như là sắp tiêu chuẩn, gần đạt tiêu chuẩn ESD là chống tĩnh điện rồi. Và cách điện thì tất nhiên là phần này thì cũng là cách điện khá tốt đối với PB Sutun. Thì cái này đang được khuyến mại là 380.000. Còn cái này là 120.000, anh em lấy size nào lấy. Còn lấy hai cái thì là sẽ rẻ hơn. Đó. Nó sẽ rẻ hơn 20.000 nếu lấy một cặp. Với PB Sutun là như vậy. Ngoài ra nữa thì hôm trước anh em có hỏi là cái này Impact Reel này ấy, đây này, Terminator Blue Impact Beat. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Weha mà dành cho thị trường của Mỹ. Với phiên bản này, Impact này không phải là dùng cho máy vặn vít có bố đập quá lớn, thì nó có hai dạng hai bố đập thì không dùng được. Còn đâu nếu vặn vít thường thì là dùng ok. Phiên bản này là phiên bản dành cho thị trường Thụy Sĩ. Cái tuổi thọ của nó là gấp 120 lần so với phiên bản thường. Có phiên bản tiêu chuẩn của Đức ấy. Và cái này nó có được bọc cái này là dạ bọc phản quang, buổi tối anh em có thể soi cái đèn tiêu UV và có thể phát hiện ra nó được. Và với phiên bản này nó bán theo cặp như này là dài 50 và PH2. Vẫn đang được khuyến mại là 105.000 một cặp, miễn phí ship. Anh em có thể mua mỗi cặp này cộng thêm vài cái phiên bản này nữa cũng ok, cũng được miễn phí ship cho anh em là ok rồi. Còn nếu mua hai cái thì sẽ là 180.000 hai cặp miễn phí ship. Còn mua 5 cặp thì sẽ tặng một cặp và giá là 500.000. Giá rất là tốt đối với phiên bản Weha này. Nếu anh em là đang dùng các cái vít mà dùng điện nhiều ấy, vặn các cái đầu vít với anh em làm của FPT thứ hoặc VNVT ấy, hay dùng lắm, hãy dùng thử con này. Tôi khẳng định với em là nó sẽ rất là bền. Thì đấy là những cái đầu vít mà đang được khuyến mại. Ngoài ra nữa, phiên bản này nữa là các cái phiên bản hai cạnh, bốn cạnh để tôi dùng rất nhiều. Chiều dài của nó là 50. Lục giác này, sao này, hai cạnh này, bốn cạnh này. Đấy. Hai cạnh cũng có 3.5 này và sao thì cũng có các giải. Đây. Đồng giá là 75.000.
anh em có thể lựa chọn được tất cả những cái này. Đây, đây ví dụ như PH0 này, PH1, PH2 đều dài 50. Hoặc là những cái đầu lục giác. Đầu lục giác thì có 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đầu CD, đầu CPZ. Ví dụ như đây, đây là đầu lục giác này, cỡ 2. Cứ đều 50 này thì thôi, hôm nay khuyến mại đồng giá là 70.000 đồng thì anh em dễ lựa chọn. Do vậy anh em cứ cần bất cứ một cái size nào, cần T bao nhiêu, ví dụ cái sao này là cần sao T bao nhiêu, đầu 1, đầu 2 cỡ bao nhiêu, đầu lục cỡ bao nhiêu, là anh em cứ báo sale để sale sẽ hỗ trợ cho anh em để lựa chọn cái đấy, rồi nó sẽ dễ dàng hơn và sẽ được đồng giá để cho nó dễ tính. Vì bình thường có cái những cái 85.000, có cái nó 75, 90.000, 85.000, 72.000 các thứ gì đấy. Lại loại thế thì các cái size này đồng giá là 75.000 là được khuyến mại. Còn chưa khuyến mại thì là 92.000. Thì đây là những cái đầu vít của PV Sweet Tool mà anh em có thể lựa chọn được. Cứ đồng giá mà chơi. Ngoài giá nữa tôi đã về thêm một cái mẫu nữa hôm trước gửi cho anh em. Như đây cái mẫu này là dành riêng cho anh em tháo nhà có ô tô với cả xe đạp, xe cho xe đạp, xe máy. Hai phiên bản này giá đều giống nhau là 450.000 của Chotco, phiên bản này Made in Japan, bảo hành 1 năm. Làm gì có anh em mà mua những cái đầu hơi này bảo hành 1 năm, đấy là điều không thể. Chỉ có hàng Nhật tôi dám khẳng định với anh em. Đây là phiên bản Made in Japan. Hai cái này lẫn nhau mất rồi, chẳng biết cái nào. Cái này thì anh em chỉ cần vặn đầu khí ở đây thôi, cho cái đầu khí nối nhanh vào đây, thế là xong. Ấn. Cái này để dành cho ô tô và xe máy, đầu này. Còn đầu này thì dành cho xe đạp. Các cái đầu xe đạp nhỏ nhỏ anh em có thể ấn. Vì sao một số cái vành xe nhỏ, ví dụ như là 8-9 inch của xe em bé, là khi bắt cái kẹp bình thường thông dụng cái van vào nó hơi khó. Chính tôi đang thế. Thế tôi đã lấy một cái này về, chỉ cần ấn cái vào van cái nào sẽ xì ra và sẽ bơm hơi bên này thế. Thế còn cái tiện hơn nữa, một số cái tiện hơn nữa cho anh em đó chính là đây. Cái này ví dụ như dành cho cái van nó phi vào trong thì kéo lại cũng có thể là bơm được. Hoặc là nó thò một cái đầu ra như ô tô ấy, van ô tô thì đẩy vào đây cả cũng bơm được bình thường. Thế đây là hai cái mẫu của hãng Chotco. Một là TE24GP và TE22GP. Hai cái mẫu này nó giống nhau, đều là 450.000. Thì anh em có thể lựa chọn được, thì chụp lại đây, một trong hai cái này chụp lại cho sale để lấy 450.000 đồng, bảo hành 1 năm, hỏng đổi cho cái mới. Thì đây là phiên bản của Nhật rồi, tôi rất là Made in Japan luôn rồi, tôi có thể khẳng định được rằng là nó rất là bền và giá cũng rất là tốt. Thì đây là cái video mà muốn anh em nào, tôi muốn nhắc lại là anh em nào hỗ trợ thì cái bánh xe đấy tôi thực sự là để cũng không sao cả, nhưng mà do là anh ấy không lấy hàng, còn gọi là bom hàng, nhưng vẫn là mất tiền và đã giảm giá cho anh em còn 2,2 triệu những cái bánh xe như này. Lưu ý là chịu tải được là 60 kg một bánh anh em nhé. Có nghĩa 4 bánh là 240 kg mà thoải mái luôn, và kết hợp khóa nó mắc hơn một chút, nhưng cái giá này là giá chúng tôi nhập rồi. Giảm giá hẳn 1 triệu còn 2,2 triệu, rất ngon, anh em đang cần là tuyệt vời rồi. Cảm ơn anh em và hẹn anh em vào những video sau. Nếu anh em nào đang xem kênh thì hãy nhớ đăng ký like, subscribe và đặt hàng, hãy liên hệ với số hiện trên kênh. Tôi sẽ ra video nữa liên tục để gửi tới anh em. Và cảm ơn em, hẹn anh em vào video sau.